Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Chúa Kitô Giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây, này người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, Thiên Thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giuse, con của David, đừng hãy nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm tròn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xứ rằng: Nãy đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội cử hành thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Minh Côi để bước vào tháng 10, tháng Minh Côi kính Đức Mẹ. Đức Mẹ với chạm chuỗi Minh Côi. Chuỗi Minh Côi là một quà tặng quý báu mà Thiên Chúa và Đức Mẹ đã trao cho chúng ta. Các mầu nhiệm Minh Côi còn được gọi là sách phúc âm rút gọn. Chuỗi Minh Côi rất cao quý vì chính nội dung của nó. Người biết yêu mến Chuỗi Minh Côi sẽ gặp được hiệu quả phi thường. Ngay trong sự tích việc thành lập lòng sùng kính này đang ghi dấu bằng một phép lạ đặc biệt. Vào một ngày kia, trên đường đi Tây Ban Nha, hai thánh Đa Minh và Bernardo bị sa vào tay quân cướp, và sau khi bóc lột tất cả, chúng bắt các ngài làm nô lệ trèo thuyền. Một lần con thuyền bị bão đánh giữa khơi, trong cơn nguy nan, thánh Đa Minh đã cầu xin Đức Mẹ và được ngài hiện ra dạy phải lần chuỗi Minh Côi. Mọi người trong thuyền thực hiện theo lời chỉ dạy của Đức Mẹ và lập tức bão tố liền tan biến. Vào năm 1571, lịch sử được chứng kiến một thành quả vĩ đại của chạm chuỗi Minh Côi khi quân Hồi giáo xâm lăng Âu Châu, tàn phá tiêu diệt dân Công giáo, cùng với việc triệu tập đạo quân thánh giá, Đức Giáo hoàng Pio V ngài đã kêu gọi mọi người chạy đến với kinh Minh Côi. Cuộc chiến quá chênh lệch diễn ra ở tại vịnh Lê Ban với quân số ít ỏi và khí giới tồi tàn, người Công giáo đã thắng trận trước một đoàn quân Hồi giáo đông đảo và được trang bị một chiếc hùng hậu. Hôm đó cũng là ngày 7 tháng 10. Và để tạ ơn Đức Mẹ, Đức Giáo hoàng đã ấn định ngày 7 tháng 10 là ngày lễ kính trọng thể Thánh Mẫu Minh Côi. Nói về mẹ Maria có chạm chuỗi Minh Côi, nhân loại đang sống trong lòng tin không bao giờ phủ nhận được con đường mẹ dẫn mọi người đi với ba mầu nhiệm nhập thể, tử nạn và phục sinh của con mẹ là Chúa Giêsu Kitô đã sáng ngời giữa mọi biến cố của lịch sử cứu độ. Mẹ Maria như Đức Giáo hoàng John Paul II đã nói với chúng ta: vào bình minh của ngàn năm mới, chúng ta vui mừng nhận thấy nổi bật lên triều kích thánh mẫu của hội thánh. Con cái của mẹ theo sau mẹ đi từng chặng đường của con mẹ đã đi qua. Con đường ấy không đâu xa, đó là con đường của vui, sáng, thương, mở.
mà Đức lại muốn đi vào nước trời thì không thể không bước qua những chặng đường này. Mẹ Maria được Thiên Chúa tuyển chọn để làm mẹ của Chúa Giêsu và làm mẹ của nhân loại, làm mẹ của mỗi người chúng ta. Mẹ thực sự là mẹ của Thiên Chúa làm người, như lời khẳng định của sứ thần: Thánh Thần sẽ phủ bóng trên bà, đứng bà sinh ra sẽ là đấng thánh, là con Thiên Chúa. Thiên Chúa đất luôn ở cùng với mẹ, vì vậy mẹ được tràn đầy ân sủng, khiến mẹ luôn đầy phước lộc chứa chan. Nhờ đó mẹ chiếu tỏa ánh sáng và ân sủng cho mọi người. Trong dòng lịch sử, mẹ đã nhiều lần hiện ra tại Lộ Đức, tại Fatima hay tại Laboret, Nam Tư, ngay cả ở Việt Nam chúng ta là ở La Văn, và nhiều nơi khác trên khắp thế giới. Và nơi nào mẹ cũng khuyến nhủ phải ăn năn sám hối, phải cải thiện đời sống và phải nâng lần Chúa mình cùi. Mẹ đã luôn giữ lời hứa và mẹ luôn muốn con cái của mẹ được thừa hưởng lời hứa nước trời. Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi cũng là bộ mạng của giáo xứ chúng ta, là dịp để chúng ta hiểu được giá trị hữu hiệu của Kinh Mân Côi. Những hạt Mân Côi chính là các bậc thang đưa chúng ta vào quê trời. Xin chúng với người chúng ta cách liên với cộng đoàn giáo xứ hôm nay, biết khiêm tốn đặt bản thân và gia đình dưới tà áo của Đức Mẹ, và đặc biệt qua chạm chuỗi Mân Côi, chúng ta vững lòng tin tưởng Đức Mẹ sẽ luôn ở bên chúng ta, đồng hành dẫn dắt giáo xứ, gia đình đến bến bờ bình an. Hôm nay cũng là ngày gia đình Teresa vừa kính tánh bổn mạng. Thánh Teresa hài đồng Giêsu được giáo hội mừng kính vào ngày 1 tháng 10. Tuy nhiên trùng vào ngày lễ trọng, cho nên hôm nay gia đình Teresa dừng thánh lễ kính tánh bổn mạng vào ngày hôm nay. Chọn thánh nữ Teresa làm thánh bổn mạng, chắc hẳn mọi thành viên của gia đình Teresa cũng ao ước theo con đường của vị thánh bổn mạng của mình trên con đường nên thánh. Đó là con đường đơn sơ phó thác, con đường trở nên bé nhỏ. Chúng ta cũng cầu chúc cho gia đình Teresa theo gương của vị thánh bổn mạng của mình trở nên những con người hiền lành, khiêm tốn, đơn sơ như trẻ nhỏ để được vào nước Thiên Chúa.